Vào sáng ngày 2 tháng 4 năm 2014, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai tiến hành thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm của đối tượng Trần Bá Song, sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Ca Bang, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2013, Song mang theo một chiếc búa đột nhập vào nhà bà Trần Thị Hữu, sinh năm 1967, trú tại thị trấn Ca Bang để trộm tài sản. Nghe có tiếng động, bà Hữu tỉnh giấc phát hiện Song đang ẩn nấp tại góc nhà. Nạn nhân đã chi hô thì đối tượng lao tới bóp cổ rồi dùng búa chém hai nhát vào cổ làm bà Hữu chết ngay tại chỗ. Song lục soát trên người nạn nhân lấy 400.000 đồng, một điện thoại di động, hai nhẫn vàng. Lấy xong tài sản, y thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp xe mô tô bị kiểm soát 81F102639 của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi cướp số tài sản trên, Song điều khiển xe máy ra thị xã An Khê bán được 12 triệu đồng, bán hai nhẫn vàng hơn 6 triệu đồng. Khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Ca Bang thì bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai tiếp tục hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm trước pháp luật.